Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thời tiết ở các tỉnh thành miền Bắc trong ngày thứ hai đầu tuần này vẫn chủ yếu chịu sự tác động của giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh mẽ. Với một vùng áp thấp nhiệt đới trên vịnh Bắc Bộ có xu hướng tiến về phía đất liền nên mưa rào và dông diện rộng vẫn tiếp diễn. Khu vực đồng bằng và ven biển vẫn là nơi được dự báo có lượng mưa nhiều nhất, mưa to đến rất to đi kèm với các hiện tượng ngập úng khiến cho việc lưu thông cũng như là sinh hoạt thường nhật của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là khu vực ven biển hay là vịnh Bắc Bộ cần phải đề phòng với tố lốc, gió giật mạnh lên tới cấp 6, giật cấp 8 nên tàu thuyền cần phải chú ý neo đậu an toàn và hạn chế ra khơi. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay được dự báo sẽ chỉ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 30 độ, thời tiết ở trạng thái dễ chịu. Tương tự với Bắc Bộ, giải hội tụ nhiệt đới cũng chi phối mạnh mẽ tới thời tiết tại khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới Hà Tĩnh với mưa lớn diễn ra trong cả ngày hôm nay. Với những điểm mưa rất to kèm theo gió mạnh gây ngập úng khu vực trũng thấp, ven biển, sạt lở đất vùng ven sông, suối nên người dân cần phải hết sức cảnh giác khi mà lưu thông. Mưa cũng khiến cho mức nhiệt độ trong ngày tại đây sẽ không vượt quá ngưỡng là 30 độ, tiết trời khá mát mẻ. Còn tại khu vực từ Quảng Bình cho tới Quảng Trị, mưa dông chủ yếu ở diện rải rác, cục bộ một số điểm có lượng mưa khá và nhiệt độ tại đây có cao hơn khoảng từ 1 đến 2 độ so với các tỉnh thành phía Bắc. Khu vực còn lại của miền Trung, thời tiết tốt hơn, chỉ phổ biến mưa rào nhẹ về chiều tối, ban ngày thì trời vẫn có nắng với nhiệt độ trưa chiều là từ 32 cho đến 34 độ, thuận lợi cho các hoạt động tham quan và du lịch. Lui xuống phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay, thời điểm ban ngày thì nắng xuất hiện nhiều hơn, thời tiết tốt hơn so với 24 giờ vừa qua. Và mưa dông tuy có lác đác xảy ra nhưng sẽ không gây nhiều trở ngại cho hoạt động sinh hoạt của người dân. Về chiều tối thì mưa dông sẽ lặp lại nhiều hơn nhưng lượng và cường độ thì có giảm đôi chút. Nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng là từ 19 đến 29 độ ở Tây Nguyên và từ 23 đến 32 độ tại Nam Bộ. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Đến với thủ đô Hà Nội, trong buổi sáng ngày hôm nay, thời tiết tuy mát mẻ, dễ chịu, nhưng tình trạng mưa dông với lượng lớn thì khiến cho việc lưu thông của người dân gặp khó khăn hơn trong ngày thứ hai đầu tuần. Mưa được dự báo sẽ còn tiếp diễn suốt cả trong ngày hôm nay, thậm chí là 2-3 ngày tới, với tổng lượng mưa cả ngày tương đối nhiều nên có thể gây ngập úng cục bộ. Quý vị và các bạn khi mà tham gia lưu thông cần phải hết sức chú ý. Tại thành phố và cảng Hải Phòng thì trong ngày hôm nay khả năng thành phố có mưa rào và dông mạnh. Theo nhận định, thời tiết trong ngày hôm nay cũng như vài ngày tới sẽ không được thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, chế biến nông sản của người dân. Và đồng thời ở vùng ven biển thì tàu thuyền cần phải đề phòng tầm nhìn xa giảm và tình trạng sóng cao, biển động. Do nằm gần biển nên thành phố Vinh cũng là một trong những nơi có thời tiết xấu. Tại đây thì mưa to đến rất to đi kèm theo cả lốc xoáy, gió giật sẽ hạn chế rất nhiều các hoạt động đánh bắt của ngư dân hay là các dịch vụ du lịch của thành phố. Thậm chí nhiều nơi trũng thấp sẽ có nguy cơ ngập úng riêng và sạt lở đất xung quanh nên là người dân khi mà lưu thông cần phải đặc biệt đề cao cảnh giác. Mưa dông được dự báo là sẽ còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới nên nền nhiệt độ tại đây sẽ tương đối dễ chịu, cao nhất ngày chỉ vào khoảng là 27 cho đến 29 độ, thấp nhất ban đêm thì từ 25 cho đến 26 độ. Tại thành phố du lịch Đà Nẵng, trong ngày hôm nay trời chuyển nhiều mây hơn, có mưa rào và dông ở diện rải rác và xảy ra bất chợt trong ngày. Lượng mưa tuy không nhiều nhưng cũng đủ để khiến cho thời tiết mát mẻ hơn với mức nhiệt cao nhất trong ngày chỉ khoảng là 31 độ. Nhìn chung thì đây vẫn là một điểm đến tương đối lý tưởng của du khách trong vài ngày tới. Cũng là một điểm đến du lịch lý tưởng tại thành phố Nha Trang, nơi đây ít chịu tác động của các hình thế gây mưa trên khắp cả nước nên ban ngày thì trời vẫn có nắng nhiều với mức nhiệt cao nhất vào khoảng là 32 đến 34 độ, hơi nóng một chút vào ban trưa chiều nên quý vị và các bạn nhớ uống nhiều nước khi mà tham gia các hoạt động ngoài trời. Còn về chiều tối thì cũng có thể xuất hiện những cơn mưa rào nhẹ nhưng sẽ không kéo dài, ít gây trở ngại cho các hoạt động và sự kiện ngoài trời. Nhiệt độ lúc này cũng giảm dần xuống ngưỡng là 26 đến 28 độ. Đến với thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay, trời nắng nhiều hơn, thời tiết khô ráo, thuận lợi hơn cho các hoạt động lưu thông và dân sinh trong ngày làm việc đầu tuần mới. Về chiều tối thì mưa dông xuất hiện nặng hạt hơn nên quý vị và các bạn cũng cần phải chủ động trong việc khơi thông cống rãnh, thoát nước để tránh bị ngập úng bởi trong một vài ngày tới thì mưa tại đây sẽ có xu hướng tăng nhanh về lượng. Nhiệt độ ở thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay cũng tương đối lớn, phổ biến là từ 25 cho đến 32 độ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi bản tin thời tiết đô thị của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.